Sáng ngày 10 tháng 1, Ban Thường vụ Huyện đoàn Tân Lạc tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình, đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc. Thực hiện nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm 2023 với chủ đề năm chuyển đổi số các hoạt động của đoàn. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Huyện đoàn Tân Lạc đã đạt và vượt 10 trên 10 chỉ tiêu chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023. Các cơ sở đoàn đã đăng ký đảm nhận và triển khai các công trình phần việc thanh niên chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, phối hợp với các công ty, các đơn vị, các nhà hảo tâm ra quân tháng thanh niên, chiến dịch tháng thanh niên tình nguyện hè tại xã Phú Vinh với sự tham gia của trên 200 đoàn viên thanh niên, đã trao tặng trên 50 suất quà cho các hộ gia đình chính sách và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá gần 30 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, cao điểm là các chương trình tình nguyện mùa đông, ngày thứ bảy tình nguyện hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho bà con nhân dân trên địa bàn huyện, khám và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân các xã vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện có hiệu quả, tiếp tục phối hợp và duy trì hiệu quả nguồn vốn vay ngân hàng chính sách xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Luân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hòa Bình và đồng chí Quách Cao Sơn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tân Lạc đánh giá cao kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Tân Lạc đã đạt được trong năm 2023. Các đồng chí đề nghị các cấp bộ đoàn trong huyện tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung thực hiện chủ trương ba liên kết, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tình nguyện, triển khai 4 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, thiết thực hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, triển khai các giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, tập trung phát triển kinh tế tại địa phương, kiên trì triển khai các giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn có bản lĩnh chính trị, có đạo đức, trách nhiệm, năng lực, uy tín, tiên phong, gương mẫu. Nhân dịp này, Ban chấp hành Huyện đoàn Tân Lạc đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023.